Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2018, chúng ta học ký Phật Hiệp. Trước khi chúng ta đi sâu một chút về cái mối quan hệ giữa nghiệp quả thì cô cũng ôn sơ qua. Như chúng ta nhớ rõ là nghiệp chúng ta gieo trồng xuống, chúng ta tạo tác, chúng ta làm mà có cái cố ý của mình ở trong đó, thì nó gọi là gieo cái hạt giống nghiệp xuống. Thì hạt giống nghiệp này, một là nó đi con đường thiện, hai là nó đi con đường bất thiện. Và hai con đường này thì nó nghịch chiều nhau. Con đường thiện là con đường mà nó đưa chúng ta đi tới tiến hóa, còn con đường bất thiện là con đường đưa đi xuống khổ đau. Hết sức là rõ ràng như vậy. Và hàng ngày những gì nó khởi lên trong suy nghĩ của chúng ta thì nó cũng đi bằng cả hai con đường thiện và bất thiện. Và khi nó khởi lên như vậy thì cái quả nó trổ tức khắc. Tham hay sân hay si đều trổ quả tức khắc. Và nếu đây thiện thì nó trổ quả tức khắc. Và nếu mỗi ngày chúng ta tu tập đi vào con đường thiền định, thiền tuệ, nó cũng trổ quả tức khắc. Cái tốt cũng trổ quả tức khắc, mà cái xấu cũng trổ quả tức khắc. Thì khi nó trổ vậy, nó trổ ở đâu? Trổ trong tâm mình rồi. Và đi bằng con đường thứ hai là từ cái gốc mà chúng ta có cái suy nghĩ đó, có cái chiều hướng đi lên và cái chiều hướng đi xuống. Bởi vì nó đi trong cái dòng chảy của nghiệp của mình. Trong suy nghĩ mình đã mang sẵn cái dòng nghiệp. Khi chúng ta khởi lên cái điều thiện và thiện có trí, nó khởi lên đây. Trong cái suy nghĩ của mình thì những cái quả thiện nó trổ sạch. Đó, chúng ta đi bằng cái thiện dục giới này, nó vẫn có cái có trí và có cái không có trí. Còn chúng ta đi vào con đường tu thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế, là nó đi bằng cái con đường thiện trí, thiện có trí. Còn ngoài ra đây là thiện, đi con đường đó thì nó đưa đến một cái sự tiến hóa về tâm linh. Còn khi nó đi vào cái con đường ngược lại, nó đi bằng con đường tham, con đường sân, con đường si, thì tất cả những con đường này đưa đến cái sự thoái đọa và nó trổ quả đây, nó in hình nó trổ quả đây. Mà tất cả những cái pháp thiện dục giới nó trổ quả đây, nó trổ quả đây, tức là nó có 8 cái tâm quả thiện hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Tức là cái quả của nó yếu hơn và nó phục sẵn ở trong tâm của mình cả đã. Là nó là một cái cấp bậc. Nhưng mà tất cả nó khởi lên nó đều là do từ trong cái vô lượng kiếp á mình đã có sẵn rồi. Thì bây giờ đó khi nó khởi lên từ nơi cái động tốc này thì nó nối, hoặc là nơi cái phần phát thiện trong tâm, hoặc là nối từ cái pháp bất thiện trong tâm thì nó khởi lên. Cho nên nó tạo tác liền. Trong cái tạo tác đó là nó có liền cái quả nghiệp. Và khi chúng ta nói thì nó cũng tạo liền cái quả nghiệp. Mặc dù có khi mình nói vậy, xong biết lúc đó tại sao mình buộc miệng nói như vậy. Giống như mình nói rằng là mình nói mà không kịp suy nghĩ, nhưng thật ra mình đã có suy nghĩ rồi. Nhưng mà mình không có kiểm soát được những cái suy nghĩ đó. Chứ còn bao giờ cũng vậy, tất cả những cái ngôn từ mình nói ra đó là nó nằm trong cái lộ mà nó định danh. Rồi sau đó mới phát ngôn ra, là đi bốn cái lộ trình tâm rồi nó mới phát ra. Thành ra là cái lộ mà nó thuộc về cái suy nghĩ nó đã khởi lên rồi, nó cộng thêm 3 lộ nữa nó mới phát ra cái ngôn ngữ đi ra ngoài. Thì cái chặng đường đó rất là dài, nhưng tại vì mình không kiểm soát được cho nên mình mới nói rằng là tôi lúc đó không biết tại sao buộc miệng nói. Nhưng thật sự nó có rồi. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta tính theo cái cấp độ đó thì khi nó ra cái lời nói thì cái ý nghĩa nó mạnh hơn. Thì cái quả nghiệp nó trổ đó, cái cường độ nó vẫn mạnh hơn. Và khi nó đi vào trong cái ứng xử đó, thì tức là chúng ta
xử lý cái vấn đề đó, chúng ta đối xử ra làm sao, chúng ta xử sự như thế nào, thì cái cấp độ nó sẽ mạnh hơn lần thứ ba. Cho nên là nó có thể cái khi mình ứng xử đó, nó gồm có ý, nó gồm có khẩu, và nó gồm có cái hành động tạo tác bằng thân. Ba cái đó cho nên nó nặng hơn. Chứ sở dĩ sư cô ôn cái này rồi bởi vì đó là quý vị phải thấm nhuần cái này để chúng ta qua cái bài kinh kế tiếp ấy, chúng ta sẽ hiểu tại sao những cái người mà họ không đi sâu vào Phật học đó, họ có cái lý luận khác. Còn ở đây là chúng ta chia ra để thấy rõ sao. Và khi đó tất cả những gì thuộc thân, thân khẩu ý của mình mà nó vận hành để nó tạo nghiệp như vậy đó, thì cái con đường mà nó hiển lộ ra là cái con đường của cái lộ ngũ môn hoặc lộ y môn. Cái lộ ngũ môn này nó phát sinh á là do khi mắt chúng ta thấy cảnh, tai chúng ta nghe cái âm thanh, mũi chúng ta ngửi được cái mùi, và lưỡi chúng ta tiếp nhận được cái cảnh vị, còn thân chúng ta tiếp được cái cảnh xúc, thì nó sẽ lộ diện ra bằng cái lộ ngũ môn. Như vậy chúng ta không thấy được cái thực tế, cái tâm của chúng ta nó hình tròn, hình vẹt, hay là nó hình vuông, hay là nó méo tròn, cao thấp, mập ốm, chúng ta không biết. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy biết những gì trong suy nghĩ chúng ta khởi lên, chúng ta biết những gì mình nói ra, mình biết. Có khi lúc nói mình chưa kiểm soát được, sau khi nói rồi kiểm soát được. Có khi nói rồi nó vẫn nhớ, 5-3 ngày sau nó kiểm soát lại được. Thì chứng tỏ là chúng ta thấy biết cái tâm của mình. Hoặc là khi mình ứng xử, mình xử sự như thế nào, thì cái lúc xử sự có khi mình thấy biết được. Có khi phải sau đó, có khi phải nhiều ngày. Như vậy cái khả năng mà mình nhớ lại, mình thấy là được cái tâm mình thấy được. Và như vậy khi mình mắt mình thấy cảnh á, thì cái tâm mình nó có ứng xử đây. Tai mình nghe thì mình có ứng xử đây. Bởi vì cái động tốc này nó sẽ phát sanh. Cái động tốc này chính là cái tâm tạo nghiệp, chính là cái tâm gieo trồng xuống. Cho nên gọi đây là ứng xử. Mắt mình thấy cái cảnh, mà cái cảnh đó, đó nó có thể giao tiếp để nó đưa vào làm cho cái thức mình khởi sanh lên, thì lúc đó cảnh đó là quả. Và nó cứ trở đi trở lại hoài để bắt buộc mình phải có một cái ứng xử rõ nét ra. Tức là cái động tác này nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cách lặp đi lặp lại của nó là nó khởi đầu bằng cái lộ ngũ, nhưng mà tiếp theo nó sẽ là lộ ý. Thì khi nào mà cái thứ sáu này đây nè, tức là cái ý môn nó khởi lên, nó mở cửa ra để nó tiếp nhận cái cảnh pháp này đây đó, thì cái khi đó đó là cái lộ ý môn nó khởi lên, thì nó tiếp tục bằng lộ ý môn nữa. Chúng ta nhớ cái này học rồi nha. Khi cái ngũ môn nó khởi lên thì tiếp theo nó là ý môn. Nhưng mà ý môn mà khi nó khởi lên rồi thì cái ý môn nó lại tiếp theo. Cái lộ ý nó sẽ nối tiếp lộ ý. Còn cái lộ ngũ thì nó sẽ tiếp theo sau nó là cái lộ ý. Như vậy mỗi lộ nó đều có động tốc. Thì cái động tốc này nó chính là tạo tác cái nghiệp để gieo xuống. Thì bằng cái ý nghĩ chúng ta khởi lên, bằng cái lời chúng ta nói ra, bằng cái ứng xử của chúng ta, thì nó tạo nghiệp ở nơi cái lộ ngũ, hoặc nó tạo nghiệp ở nơi cái lộ ý. Và khi mà từ cái lộ ngũ chúng ta bắt cái cảnh đó, thì chúng ta sẽ thấy nó nối kết giữa cái hoạt động mà nó thuộc về nhân và quả. Như chúng ta biết thế này, chúng ta biết khi mà chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh, thì cái tâm quả tục sinh này nó định hình cái sắc pháp. Tức là nó sát nhập vào cái tinh cha quyết mẹ để nó thành ra một cái thai bào cụ thể. Và khi cái thai bào này là cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau này, nó hình thành một cái thai bào này nè, nó chỉ có một sát na thôi. Thì chúng ta thấy cái công thức của nó là một cái sát na.
tục sinh đi. Thì liền nó cộng 14 cái sát na hộ kiếp. Sát na hộ kiếp chính là cái tâm tục sinh này. Khi nó làm nhiệm vụ mà nó tái sanh rồi đó, có một sát na thôi, thì tiếp theo đó nó có cái tên là hộ kiếp, để nó bảo vệ cái kiếp sống. Thì 14 cái sát na này đó là sau đó nó sẽ cộng thêm với hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng nữa, cộng thêm hai cái này nữa, hai cái này nó cũng là hộ kiếp luôn. Như vậy chúng ta sẽ thấy tổng cộng nó là 16. 16 này thì nó bắt đầu á là nó đi năm cái tâm động tốc, năm cái tâm động tốc đấy. Thì như vậy chúng ta đã thấy nó hình thành tục sinh này, nó hình thành nên cái thai bào, và đồng thời nó cũng hình thành nên cái danh pháp ở đây. Và cái danh pháp này nó nói bằng gì? Nó nói bằng cái hộ kiếp, tức là nó nói bằng tâm tục sinh. Và lần trước chúng ta có nói là chúng ta có 19 cái tâm tục sinh. Và 19 tâm tục sinh này đều là tâm quả. Như vậy chúng ta thấy cái dòng nghiệp từ quá khứ nó kết lại trong cái tâm tục sinh, để khi mà có một cái kiếp sống mới thì chúng ta sẽ có cái sắc pháp này, nó nằm trong một cái hình hài phù hợp với lại cái quả nghiệp này. Và cái dòng chảy của tâm thức nó vẫn tiếp tục trôi chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này. Vậy nó hình thành được cái danh sắc, danh pháp, sắc pháp nó hình thành. Như vậy là cái sắc pháp này nó là quả của nghiệp. Hay còn gọi là nghiệp quả. Vì chúng ta sinh ra bằng tâm quả thực sinh. Thì tất cả những gì chúng ta tạo bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, nó hình thành nên các cái tâm quả như chúng ta thấy rồi. Thì trong số những cái tâm quả đó, nó có những cái tâm quả đưa đi tái sanh. Vì như vậy chúng ta tái sanh bằng quả nghiệp của mình. Thì nó sẽ cho ra cái hình hài. Và cái hình hài này cái đặc biệt nó nằm ở chỗ là cái hệ thần kinh. Vì hệ thần kinh á, nó là những cái con đường mà coi như khi cái tâm á, tức là cái danh pháp chúng ta khi nó hoạt động á, thì nó xuất hiện trên những con đường đó. Nó là đường đi. Cái đường đi nó đi qua cái hệ thần kinh mắt, hệ thần kinh mũi, hệ thần kinh lưỡi, hệ thần kinh tai, hệ thần kinh thân. Và khi mà nói tới ý á, thì cái hệ thần kinh nó dàn trải tụt cùng khắp hết. Như chúng ta thấy nó đi á, như thân của mình á, bất cứ chỗ nào á, mà chúng ta đụng chạm tới nó đều phát sinh lên cái cảm thọ hết. Đều phát sinh lên hết. Cái tai của chúng ta cũng vậy. Mình có cái phước báo á, thì mình chung sống từ trong gia đình mình từ nhỏ tới lớn, cho đến khi mình đi học, mình có bạn bè, rồi mình có gia đình con cái, hay mình có phước báo là mình luôn luôn mình được nghe những cái lời nói êm ả, những lời nói làm mát lòng mình. Còn khi mình không có phước báo đó, rồi mình còn nhỏ gì đó, cha mẹ mình ít có nói ngọt với mình, hoặc mình ở trong xóm thì chửi thời cãi lộn hoài, rồi anh em cũng cãi cọ nhau, rồi có chồng có vợ cũng cãi cọ nhau, rồi có con cũng cãi cọ nó, lúc nào cũng lùng tung sen ở bên cái lỗ tai mình hết á, là do mình thiếu cái phước. Mà mình thiếu cái phước này á là do cái khẩu của mình. Cái khẩu mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình đưa những âm thanh khó nghe vào trong tai của người ta, và chính bản thân mình cũng nghe ngược cái điều đó, thì nó đã tạo thành cái quả nghiệp. Mà nó sẽ trôi lăn trong nhiều đời nhiều kiếp, mình phải sống trong những âm thanh đó. Mình phải sống như vậy để mình nghe trở lại những đó cho đến bao giờ mình thức tỉnh. Cho nên chúng ta học biết chi ly để làm chi? Để mình nhận thức ra rằng cái con đường tâm thức của mình đó, nó đi bằng cái ý, bằng cái khẩu, bằng cái thân, ứng xử, và nó đi bằng cái con đường của lục căn. Thấy rõ chưa? Và từ cái lục căn đó chúng ta sẽ kiểm soát lại cái phước báo của mình, cũng như sự bất hạnh của mình,
để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã hành động, tức là qua cái động tác này là chúng ta hành động như thế nào mà bây giờ mình phải tiếp nhận cái này. Cho nên những cái quả nó phục sẵn ở trong tâm của mình rồi, và nó nằm ở đây này, nó nằm trong cái con kênh nước trong và con kênh nước đục đây, và nó chờ cái lỗ tai nó nghe, mắt nó thấy, mũi nó ngửi, lưỡi nó nếm, thân nó xúc chạm, thì tất cả những cái quả phước nơi đây nó hiện ra. Nó quý vị thấy không, một cái con chó khi nó có phước đó, người ta nuôi đó, người ta tắm rửa nó sạch sẽ, người ta bồng ẩm, người ta cho nó ngủ ở trên giường, vân vân, ăn uống, người ta bồng nó trên tay cho ăn. Còn nhìn thấy có những cái con chó nó lang thang đấy. Súc sanh cũng vậy mà con người cũng vậy đó. Tất cả những cái phước báo này nè, mình tiếp nhận được cái quả này khi mình sinh ra. Chúng ta phải nhìn rất rõ cái điều này. Nhìn rất rõ để hiểu đó, mình đã tạo tác những gì. Và giờ đây nè, cái đầu mình suy nghĩ gì, mỗi ngày mình nói năng cái gì nè, mình ứng xử cái gì, và mình đang tạo tác ra cái gì mới nữa để nó nhập vào cái dòng nghiệp đang trôi chảy trong tâm mình đây. Rồi chúng ta sẽ thấy cái phần nào nó là phong phú, cái phần nào nó là nó bị teo tóp lại, thì chúng ta thấy rất rõ. Thấy chưa? Đây nè. Thấy chưa? Nếu mà lên tới đây thì nó sẽ lan rộng xuống đây, con đường tái sanh nó thấy rõ. Còn nơi đây, nếu nó tiếp tục nó tăng cao thì chúng ta thấy con đường gì, nó đối nghịch nhau, hai cái chiều nó đối nghịch nhau, rõ ràng như vậy. Cho nên những gì chúng ta tiếp nhận mà nó bất hạnh thì nó nằm nơi cái mà chúng ta gieo trồng ở cái phần tâm tối của chúng ta, những cái thần sai lệch của mình, những phần nó thuộc về bệnh trong tâm của mình. Lần lần chúng ta phải hiểu ra rằng chúng ta không nói tới vấn đề mà tánh tốt tánh xấu nữa, cái đó là cái từ ngữ thế gian để chúng ta có thể hiểu thôi. Còn khi chúng ta đi vào trong cái học thì chúng ta phải hiểu đây là bệnh của tâm. Hiểu đi chi vậy? Nói bệnh thì phải chữa bệnh. Nói bệnh là phải chữa bệnh. Bởi vì những cái bệnh này nó đưa đến đau khổ. Bệnh về thân cũng đưa đến đau khổ, mà bệnh về tâm cũng đưa đến đau khổ. Như vậy chúng ta có thể hàng ngày chúng ta coi cái lỗ tai chúng ta nghe gì. Nhiều khi mình giữ cái tâm mình yên lặng, nhưng mình ở trong cái khu phố ầm ĩ hát ca, những cái loại nhạc mà nghe là thấy muốn bệnh luôn, mà phải nghe. Mình bước chân lên cái xe, mình khiếu phước thì trên đó nó bắt những cái loại nhạc á, mình nghe mình sẽ thấy, mình thấy giống như là người ta đang đổ rác xuống vậy đó, mà người ta có vẫn có thể nghe hàng ngày, nghe ghiền luôn những cái thứ đó, nhưng người ta không thấy đó là rác, và nó thâm nhiễm không, thâm nhiễm luôn. Rồi nó đi đây, tay mình tiếp xúc mà, cho nên mình tưởng là mình có phước báo, mình nghe được những cái bài nhạc vừa ý mình, nhưng mà chúng ta hãy hỏi nó là những cái dòng nhạc đó nó đưa đến một cái sức sống vươn lên, hay những cái bài nhạc đó nó đưa đến cái héo hon, cái ủ dột, thì chúng ta thấy hai cái pháp đó nó trái nghịch nhau rõ ràng. Hay hoặc là những cái bài nhạc nó vui nhưng mà nó kích thích cái gì, nó không kích thích cái thiện hỷ mà nó kích thích cái tham hỷ đây, cái đó là cái chúng ta phải phân biệt. Bởi vì cho nên có nhiều người mới hỏi là tại sao mà khi Đức Phật đi đến đâu đó thì là ở trên thiên giới người ta trỗi nhạc lên để đón mình, càng khác bà trỗi nhạc lên để tiếp đón, mà tại sao mình ở đây lại là cắm cái đờn ca xuống hát? Bởi vì cái nhạc đó nó làm cho cái thanh khí trong người của cha ta được trỗi dậy. Còn có cái loại nhạc mà nó làm cho trọc khí nó khởi dậy, hai cái đó là khác nhau. Cho nên có cái nên và có cái không nên nằm ở chỗ này. Chúng ta hiểu vậy để biết rằng là ai có phước báo thì khi mình nghe cái lời nói đó, nó làm cho tăng trưởng cái pháp thiện và thiện trí của mình lên. Còn có những người nghe xong những cái lời nói này nó nổi điên lên, hoặc là nó phải đóng trong cái lỗ tai hoài, thì mình biết là mình đã tạo ta. Tại sao có những đứa trẻ sinh ra đó,
mẹ nó bồng bế nâng nuôi, còn có những đứa sư cô thấy lạ lắm. Nó vừa tới gần hay cha nó vừa thấy mặt nó quýnh liền chửi đi. Mà đối với con nít hàng xóm thì cha nó lại là thương lắm, quý lắm, thương con nít lắm. Nhưng mà riêng cái thằng con trai của mình là không ạ. À. Chúng ta thấy vậy để hiểu sao? Để hiểu rằng giữa cái đứa con trai của người này đến người này nè, nó đi vào trong cái, nó kết nối cái con trai này. Cho nên cái đứa nhỏ nó không được hưởng phước. Mà cái người cha cũng không được cái hưởng cái phước á, là mình nói những cái điều thiện lành với con. Chỉ có thể nói lên những cái lời bực bội khó chịu mà thôi. Thì nó nói nhau mà, nó nói nhau bằng cái quả nghiệp mà. Con là quả của cha, và cha là quả của con. Đây là hai cái quả tâm tối nó nói nhau. Lâu lâu nó xen được chút xíu rồi là cái phần lớn nó đi con đường này. Quý vị sẽ kiểm tra cái này trong cái hôn nhân của mình cũng như vậy. Để chúng ta biết mà chúng ta liệu mà ứng xử, đừng có tạo tác tiếp theo cái phần này. Cái tai hại của một cái đời sống thế gian đó là ta coi hôn nhân là tất cả cuộc đời của mình. Đó là cái sai lầm khủng khiếp nhất. Hôn nhân là một phần đời của mình, và tất cả những ai đó tham dự trong cái đời sống của mình đó, là một phần đời của mình. Để chi? Để mình ứng xử. Và nếu mình ứng xử được trong những cái phần sáng suốt tốt đẹp của mình đó, thì giữa đôi bên tốt đẹp và bản thân mình nó cũng khởi lên. Cho nên là Đức Phật có nói là chúng ta nên sống với những hiền hữu, chứ chúng ta không sống với những ác hữu. Như vậy cái mối quan hệ mà để cho cái nghiệp quả nó trổ sanh rõ ràng nhất chính là cái người nào thân cận nhất của chúng ta. Thứ nhất là người trong huyết thống, thứ hai là cái người hôn phố, và cái thứ ba nữa là những cái người mà hàng ngày chúng ta tiếp cận trong cái mưu sinh của mình đây, hoặc là trong cái quan hệ xã hội của mình đây. Thì tất cả những cái này nó đều hiển lộ cái đường dây nhân quả hết. Vì vậy mà bản thân chúng ta khi sinh ra đó, với cái hình hài này đây, và đặc biệt với cái hệ thần kinh này, nó là quả của chính mình. Người khác cũng như vậy, thì nó sẽ có sự câu thông. Chồng vợ nó là cái duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nó câu thông mà. Tại trong tố tất cả những người, tại sao mình chọn cái người này? Và có khi không chọn, như đến một cái thời điểm nào đó mình nghĩ thôi lập gia đình thì người này cũng tạm tạm cũng được rồi, thôi nói lên. Dẫu cho mình nghĩ bằng cách nào đi nữa, mình đi một cách mạnh mẽ bằng cái lực hút của cái ái dục, hay là mình đó đi trong cái mà gọi là ai sao thì mình vậy, thì nó cũng là một cái cách kết nối, nó cũng là cái duyên kiếp với nhau. Và như vậy nó đã hình thành từ nhiều kiếp, không phải kiếp này. Và nó cũng là cái quả. Và chúng ta không có coi tất cả những cái quả này là cái mà nó thuộc về thịt da của mình. Không phải. Nó vẫn ở bên cạnh cái cuộc đời của mình đây. Dẫu nó khăng khít kết nào thì nó cũng chỉ là bên cạnh. Bởi vì chính giữa là chữ duyên, nó là nhân, nó là quả. Thì chính giữa này nó là cái duyên. Bao giờ cái duyên này nó dứt á, thì cái nhân quả này dứt, nó không nối lại được. Cho nên mới nói là chúng ta kết duyên với nhau. Khi nào cắt cái duyên đó rồi thì nó rã rời đó, nó không còn gì nữa. Như vậy ai cắt? Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta cắt, mà chúng ta tâm tối thì chúng ta nối mãi. Người ta đã đi vào cái đau khổ nhưng người ta không dừng lại, là vì người ta bị mắc kẹt ở cái chỗ này, nhất là cái chữ tha. Dính mắc vào người ta ra không được. Bao giờ người ta thấy rõ người ta ra được. Và phải nhìn sâu vào mình để biết rằng cái thiện căn của mình lớn hay là cái phần quế trượt này nó lớn. Thường thường những người cái thiện căn người ta mạnh đó, người ta ra rất là nhanh. Cái người cái thiện căn yếu mà cái ái dục này mạnh ra không nổi. Bây giờ nó đứng cỡ nào, nó hành hạ cỡ nào, nó nặng nề cỡ nào, nó lợi dụng cỡ nào cũng ra không nổi.
vì nó tâm tối, nó nằm trong cái ái dục đó, nó cực kỳ đa dạng trong cái chữ ái dục, nhiều mặt nhiều thứ chằng thiếu trong đó, nhưng tựu trung là cái phần thiện và thiện trí không mạnh. Và như vậy nó sẽ làm sao? Nó sẽ đi rất là nhiều kiếp, không ngừng lại kiếp nào. Bởi vì rồi với tất cả những cái quả đó, người ta lại tái sanh với một cái sắc pháp này và cái dòng tâm pháp này, người ta tiếp tục và nó phối hợp với nhau qua cái đường của lục căn, nó lại hoạt động tiếp. Thành ra nhân quả nó nói vậy. Cho nên đối với cái đạo Phật á, mình nói như thế này đó thì nó có trúng, mà khẳng định thì nó sai. Mình nói như này, chết thì chưa có hết, nhưng mà nếu dừng tới chỗ đó là nó sai. Chết thì chưa có hết có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình vẫn còn luân hồi. Nhưng mà cái luân hồi á, nó không phải giống như là để mình sống như thế này, mình chết rồi thì mình cũng trở lại y như thế đó. Không phải cái còn lại đó mà nó y chang như cũ. Nhưng chúng ta biết rằng là đối với cái đạo Phật, nó nằm trên cái căn bản đó, là cái vô thường, tức là nó thay đổi từ sát na. Sát na trước tới sát na sau mình đã thay đổi rồi. Ngày hôm nay buổi sáng quý vị vào đây khác, nhưng quý vị nghe cái bài pháp xong về là cái sự thay đổi nơi cái sắc pháp và nơi cái tâm pháp mình đã có thay đổi rồi. Huống chi mà nó đi từ kiếp này qua kiếp khác, nó có thay đổi. Sự thay đổi đó có thể tốt hơn, sự thay đổi đó có thể xấu hơn, nhất định đó là như vậy. Thành ra chúng ta nói chữ luân hồi thì nó là đi theo cái vận hành của nó, là do từ trong cái vô minh đây nè, nó vận hành và nó đi vào cái con đường sinh tử hoài. Như vậy nó đi trong con đường gì? Nó đi trong con đường nhân quả. Nhân đây là nghiệp gieo xuống, đây là quả là cái chúng ta phải gặp, duyên đây là cái nối kết, và nó đi như thế, nó tạo thành cái luân hồi. Như vậy tất cả cuộc đời của chúng ta đi từ kiếp này sang kiếp khác, nó chỉ là hoạt động của nhân quả mà thôi. Như vậy chúng ta nhớ nha, thân mình đây là quả của nghiệp này. Và tất cả những gì mình đang có trong cái đời sống nội tâm mình hoạt động đây, nó là cái dòng chảy của nghiệp từ vô lượng kiếp, nó tiếp tục giống như cái dòng nước, nó đi qua cái khúc quanh này, nó tới khúc quanh khác. Chỗ này có hoa nở, nhưng mà chỗ kia đó là đồng không mong quạnh. Thì chúng ta đi qua cái hình hài ở một cái cõi này sang đến một hình hài của một cõi khác, chúng ta cứ đi như thế. Nhưng chúng ta mang theo cái dòng nghiệp đã sẵn có của mình, mặc dù nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sanh diệt, nhưng cái dòng chảy xô đuổi của nó thay đổi cực kỳ vi tế mà chúng ta không thấy được. Nhưng mà nó trôi chảy và nó có thay đổi, nó có biến đổi, nó có sinh diệt ở trong đó, chứ nó không phải khẳng định. Và như vậy tất cả những cái hình hài mà chúng ta có được đó là nó tùy thuộc vào cái quả nghiệp của mình. Thì chúng ta ôn lại những cái điều căn bản này thì chúng ta có thể đi vào cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt mà chính Đức Phật giảng về nhân quả. Và chúng ta có thể coi cái này là cái khái niệm về cái nghiệp và cái quả nghiệp trong cái bài kinh Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt đây. Lần trước chúng ta có đọc qua rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục cái này. Như vậy mở đầu cái bài kinh này đó là có cái nhân duyên là khi mà Đức Thế Tôn ở tại Sa Phát Thí thì có một cái người thanh niên tên là Xuất Phát có cái thắc mắc đến hỏi. Thì chúng ta sẽ đọc từng phần và sau đó chúng ta từng tự để tìm hiểu. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt Chukakama Vipanga Xuất Phát. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Phát Thí, tức là thành Xá Vệ, ở Chetavanya, đây có nghĩa là cái kỳ viên tự đó, tại tịnh xá của ông Anatha Pindika, tức là ông cấp cô độc,
rồi thanh niên xuất phát Chodaya Putta đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên xuất phát Chodaya Putta bạch với Đức Thế Tôn. Những cái câu kinh này đó, khi chúng ta đọc, chúng ta thấy lặp đi lặp lại trong rất là nhiều bài kinh. Tức là thường khi gặp Đức Phật đó, người ta đến để quỳ xuống đảnh lễ trước mặt của Đức Phật, xong xá rồi đó, đứng qua ngồi một bên, chứ không có ngồi đối diện. Ngồi một bên, ngồi xuống rồi mới bắt đầu các tiếng hỏi. Và thông thường thì Đức Phật ngồi, Đức Phật ngồi, ngồi như là ngồi thiền vậy đó. Bởi vì cái ngồi của một cái vị chánh đặc chánh giác thì không có cái cách nào hơn là ngồi trong cái tư thế thiền. Bởi vì thành tựu cái đời tu tập trải qua từ 4 A Tăng kỳ kiếp tới 100.000 đại kiếp thì cũng chỉ là ngồi thôi. Mà thật ra cái con số mà mình nói đó là cái con số để thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chứ còn trước cái con số đó thì cái tu tập đó là phải nói là dài lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mình lên khi mình xuống, khi mình lên khi mình xuống, khi lên rất cao khi xuống rất thấp, rồi cứ đi như thế. Cái hình của nó là cái đồ hình, nó không có đều nhau, nó không có đúng nhau. Người nào có phước báo lắm nó mới đi theo bừng bậc tam cấp, còn không nó rất khó đi từng bậc tam cấp. Là bởi vì khi những cái phần quấy nhiễm của mình á mà nó bùng nổ lên á thì tất cả những cái này nó sẽ đè xuống. Để chúng ta học sâu tới cái nghiệp nữa thì chúng ta mới biết là cái lực tác động của nó, để mà nó làm cho nó những cái điều thiện của mình có khi nó bị đẩy lùi rất là xa để cho những cái ác nghiệp này đi. Mà chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Chúng ta hiểu vậy để chúng ta biết hàng ngày chúng ta gieo cái gì trong đầu của mình, tạo cái nghiệp gì, gieo cái gì, suy nghĩ là gieo. Mà suy nghĩ là từ cái nền của suy nghĩ nó mới ra cái lời nói, từ cái nền nó mới ra ứng xử. Cho nên thường cái gọn nhất trong cái cách nói đó, để chúng ta hỏi thế này: bây giờ tôi đau khổ quá biết làm sao, cách gì tôi ra khỏi đau khổ? Cái câu trả lời ngắn gọn rõ ràng nhất: hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi. Chỉ là chúng ta không biết phải thay đổi như thế nào đâu. Thì cái đó là tùy trường hợp mà chúng ta nói, nhưng nó bắt đầu từ cái gốc và cái suy nghĩ thì hãy thay đổi đi. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ mà nó lẫn quẩn trong cái bóng tối của tham sân si đây, thì bây giờ chúng ta chuyển qua, chúng ta suy nghĩ theo con đường sáng đây thì thay đổi chỉ cái gì. Và con đường sáng này đó là xin nói rõ hai phần. Cái phần mà từ trong thiền kiếp á, chúng ta đã tạo dựng rất là nhiều rồi, chúng ta mới được làm người đây, có nghĩa là chúng ta có rồi. Bây giờ làm sao tăng trưởng nó lên? Thì thứ nhất, những điều thiện chúng ta đã hàng ngày làm được nhiều chưa cho mình. Cái thứ hai, tri văn, tri tư, tri tu chúng ta đã trao luyện cho mình được nhiều chưa. Thì hai cái này. Cho nên khi chúng ta thấy sụp xuống cái chỗ này, chúng ta biết chúng ta liền thay đổi, chúng ta đi. Nói một cái công thức rất là gọn, rất là rõ như thế mà chính xác luôn. Và hỏi chứ mình có kinh nghiệm trên cái con đường sáng này không? Con đường của thiện là thiện trí không? Là xin trả lời đầy đủ kinh nghiệm. Ủa, nói đầy đủ kinh nghiệm tại sao là cái đời này mình vẫn khổ vậy? Bởi vì nếu mình hết khổ, mình đã thành Phật rồi nhưng mình vẫn khổ là tại sao vậy? Bởi vì cái này nó mạnh quá nè. Bởi vì cái tham sân si này nó mạnh quá nè. Cho nên là sư cô lúc trước giảng cái chỗ này cho quý vị thấy. Cho nên là chúng ta sẽ thoát khỏi cái khổ này nè khi thiện và thiện trí khởi lên. Nhưng nó lại chìm xuống. Chỉ có một cái cách là khi mà chúng ta làm cho cái huệ trí nó phát sanh lên. Huệ nhãn này nè. Huệ nhãn này nó phát sanh lên thì nó mới thấy hết tất cả cái chỗ này. Huệ nhãn nó có cái khả năng nó thấy toàn bộ cái này. Thì đây nó thoát đây. Còn cái này đó, nó bừng lên nữa sụp xuống, bừng lên nữa sụp xuống. Cái này thì khi chúng ta thấy rồi, nó vẫn sụp trở xuống, thấy rồi. Nhưng mà cái năng lực này rất mạnh, mạnh vô cùng. Cho nên chúng ta có thoát mà.
ai cũng có hết. Chưa biết tu nó vẫn có, bởi vì nó đã tạo tác từ nhiều kiếp rồi. Và cái khả năng thuộc về huệ nhãn này, nó là cái chánh niệm đây, là ai cũng có hết rồi, ai cũng hưởng được hết cái này rồi. Chỉ cần chúng ta hiểu biết rằng là chúng ta có ngọn đèn đây, chúng ta có thể khơi lên, cái đưa ra cái ánh sáng, đưa ra có cái không khí thì để cái ngọn đèn nó thanh sáng lên, tạo điều kiện thôi. Và cái này mình nói đó là mình nói cái lý luận để cho nghe. Bây giờ hỏi cái thực tế đó, làm thế nào để cái này nó tăng lên? Nghe thấy không? Câu trả lời lý thuyết đó là để cái tâm mình quân bình. Câu trả lời thuộc về pháp hành của mình đó, hãy hít thở từ từ, hãy buông thả, buông xả lỏng hết, xả lỏng hết toàn thân. Và sau đó mình dùng cái hơi thở đó, mình hít vô chậm chậm, nhưng mà thật sâu, mình thở ra chậm chậm 2-3 lần như vậy. Sau đó mình hít vô, nhưng mình đi theo cái hơi thở của mình vô, thở ra đi theo cái hơi thở của mình ra. Đi làm nhiều lần như vậy, nó sẽ quân bình. Bây giờ làm sao cho cái thiện trí này khởi lên? Thì khi mà đầu tiên đó, chúng ta hít thở vô 2-3 lần, chậm rãi hít thở vô 2-3 lần, để cho cái thân quân bình. Thân quân bình. Khi mà chúng ta bắt đầu đó, theo dõi hơi thở chúng ta từ ngoài, chậm 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 chậm, chúng ta thấy nó đi vô, chúng ta thấy nó đi ra, và chỉ thấy bao nhiêu đó thôi, cái quân bình về tâm nó sẽ phát sanh ra. Và sau đó thì chúng ta vẫn thở chậm vô, vẫn theo được và thấy rõ rằng đang thở ra, đang thở vô, là chúng ta đang bị cái chánh niệm để soi xuống đây. Thì nếu mà chúng ta hành trì một chút thì sự quân bình có mặt và cái sáng suốt này khởi sanh. Cho nên trước tiên chúng ta hiểu về cái câu nói trước, tức là những cái công thức của nó. Và trên thực tế thì chúng ta hành trì, chúng ta hãy hành trì đi. Mà mình quan sát thì mình sẽ thấy rất rõ. Mình muốn sáng suốt, chỉ có con đường duy nhất là quân bình. Cho nên tại sao đó, là khi mà nói về cái pháp thiện đó, thì nó có 5 cái nguyên tắc cơ bản nói về pháp thiện. Thì cái câu đầu tiên rất quan trọng là nói pháp thiện là vô bệnh. Pháp thiện là không có bệnh, tức là thân không bệnh và tâm không bệnh. Mà chúng sinh thì thấy thân bệnh mà không thấy tâm bệnh. Và sở dĩ chúng sinh mà bị thân bệnh là nó có nhiều lý do. Nhưng mà trong đó có một lý do cái chúng sinh này nè, dùng cái thân này để phục vụ những cái tham vọng của mình, cho nên là làm cho cái thân này nè, nó phải lao lực nhiều quá, nó phải vất vả nhiều quá, có khi nó bị ngược đãi, là bởi vì nó không có được cho ăn uống đàng hoàng, nó không cho được nghỉ ngơi đàng hoàng. Thì tất cả những cái sự bất an về thân này, nó chính là bất thiện. Mà khi nó bất an như thế này đó, thì người ta đủ khôn ngoan để người ta dùng thuốc, người ta dùng ăn uống, người ta dùng nghỉ ngơi vân vân, để người ta phục hồi nó trở lại. Nhưng mà cái tâm này nó bệnh đó, người ta không đi. Bởi người ta nghĩ rằng buồn thì cái hoàn cảnh vậy, ai không buồn. Tức thì ai ở trong hoàn cảnh đó mà không tức cho được. Cái số phận mình nó đau khổ gì mà biểu không đau khổ thì sao cho được. Nhưng mình không thấy rằng tất cả những cái đó khởi lên là bệnh. Nếu chúng ta thấy bệnh thì chúng ta không dám, chúng ta phải lo chữa. Cho nên có những cái từ ngữ thế gian để cho tất cả mọi người chúng ta đây đó đều có thể là biết rõ được những cái mà nó xảy ra trong cái đời sống nội tâm của mình. Những cái trạng thái đó mình biết hết, nhưng chúng ta phân biệt được cái nào là cái mà cái sức khỏe của cái đời sống tâm linh của mình, và cái nào là cái bệnh tật trong đời sống tâm linh của mình, để mình chăm sóc cái đời sống nội tâm của mình. Hằng ngày mình cho nó ăn cái gì, mình nuôi dưỡng nó ra sao, thì mình biết mình đang đưa cái đời sống nội tâm của mình khỏe mạnh và phát triển, hay nó bệnh thật ương yếu và nó buông trôi. Thì tất cả chúng ta đây đều có thể
có một cái câu trả lời rất rõ ràng cho mình. Mình cứ nghĩ tất cả mọi gì xảy ra, mình đã chọn cái gì là cái thức ăn trong cái đời sống tâm linh của mình đi. Mình nuôi nó bằng cái gì? Cũng như hàng ngày, cái thức ăn hàng ngày để mình ăn đó, thì mình biết mình nuôi nó bằng cái gì, mình biết hết. Mình đâu phải một đứa trẻ. Những cái đứa trẻ nó sẽ nó bị nặng về mặt khuynh hướng, rồi nó thích cái gì nó ăn cái đó. Bây giờ cái khuynh hướng nặng hơn. Nhưng mà khi cái đứa trẻ này nó trưởng thành rồi đó, thì nó biết cái gì tốt cho nó và cái gì không tốt. Nó sẽ hạn chế lại cái ý thích, cái sở thích của nó tự kiềm chế lại. Nó biết cái gì tốt cho cái thể chất và biết cái gì tốt cho cái đời sống tinh thần của mình. Cái gì là nó phát triển, cái gì đưa đến thái độ thì chúng ta nhìn thấy. Cho nên á, thiện là vô bệnh, tức là tứ đại này điều hòa, quân bình. Đó là có sức khỏe. Cái này vô bệnh, cái vô bệnh đứng về mặt tâm, tức là tâm chúng ta không có chìm đắm trong tham sân và si, nó không bị bệnh, thì thấy rõ chưa? Đó là thiện. Còn chúng ta mất quân bình, cả hai thứ đều là bệnh, bệnh ở thân và bệnh ở tâm. Mà thường bệnh ở thân thì nó kéo theo bệnh ở tâm. Một cái bệnh ở tâm mà rõ ràng nhất khi bệnh xảy ra đó, ha, bệnh rồi thì nó mệt mỏi, bệnh rồi thì nó giải đãi, nó không muốn gì nữa hết á, nó chỉ muốn là làm thinh, nó chỉ muốn là làm biếng, ngán, không thấy cái gì nó cũng ngán hết đó, thì nó bệnh ở tâm. Đó là bệnh nhẹ đó, còn bệnh nặng chưa biết rồi. Bệnh nặng có khi cái thân này nó khỏe mà cái tâm nó bệnh dữ lắm, bởi vì nó đưa vào trong cái thọ hưởng về cái dục vọng. Và cái gì thế không, nó dùng cái thân của nó để mà nó đánh đập, nó chém giết, nó làm những cái điều ác gì, thì cái bệnh này còn nặng nữa. Tất cả những cái bài kinh đều khởi đầu rằng ai đến đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ xong thì đi qua một bên, rồi sau đó mới trình bạch. Đó là một cái gọi là cung kính, bậc đáng cung kính. Mình có phước rồi, mình sinh ra là mình là cái người châu Á, mình nhất là cái người da vàng, thì có cái phước báo là cái nền đạo học cũng như là cái triết học của Đông Phương đó, nó có đặt cái vấn đề cung kính rồi. Đây là một trong 10 cái ba la mật, mình có cái phước. Chứ cái người phương Tây đó, họ không có quan tâm tới cái chuyện này. Cho nên thí dụ như người Việt Nam mình đi ra nước ngoài đó, mà đi đến lớp học, thì lớp học đó nó không phải là cái lớp của mấy em nhỏ nhỏ đâu, mà cái lớp giống như là, giống như mình nói là cái lớp mà Dũng để ai mà cũng như là chữ nghĩa nó chưa có rành thì vô đó mà học chẳng hạn. Học thêm cái nghề thì già trẻ bé lớn gì ai có khả năng vô thì vô. Thì người Việt Nam mình vô ngồi học đó, học rất là đàng hoàng, mà đối với thầy cô giáo thì có một cái thái độ ứng xử rất là tốt. Tức là mình tôn trọng, mặc dù mình lớn tuổi, cái thầy cô giáo đó trẻ, nhưng mình cũng nói năng, mình tiếp xúc rồi đàng hoàng lắm. Chứ còn những người khác đó, họ không biết, thầy giáo cô giáo giảng ngồi nó thích thì hai cái chân nó vẫn để lên bàn bình thường. Mà nó không thích nghe thì nó đứng dậy đi ra ngoài, bất chấp. Thì cái đó là cái thiếu phước, nó là một trong những cái pháp về cung kính. Cho nên là mình thấy tất cả các bài kinh đều như thế này, thì mình phải hiểu tại sao nó vậy. Cái đó là thể hiện cái lòng cung kính của Đức Phật, chứ không có ngồi đối diện. Bây giờ cái vị này mới hỏi tất cả là 7 điều. Sư cô nói tới đâu, sư cô nói cái đó rồi quý vị ghi cái con số vô. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu? Người hỏi này do nhân gì, do duyên gì mà lại có người liệt, có người ưu? Nhân gì mà ra cái quả này, duyên gì mà ra cái quả này, đây là quả. Câu hỏi này đang nói tới nhân, duyên và quả. Chữ ưu và chữ liệt này đó, thì chúng ta có thể tạm thời đó, phân nó ra thế này.
Chữ ưu này đó nó có nghĩa là cao quý. Chữ liệt này nó có nghĩa là thấp kém. Chữ này nó có nghĩa là nhiều phước báo. Chữ báo này ưu nha, phước báo, báo là quý báo đó. Còn này á là kém phước báo hoặc là ít phước báo. Và khi chúng ta nói như thế này đó, cái phần thứ nhất nè, cao quý hay thấp kém á, thì chúng ta đang nói vấn đề thiện trí. Và cái ít phước báo hay là nhiều phước báo đây là chúng ta đang nói tới thiện. Mà tất cả cái này là quả, quả của thiện trí và quả của thiện. Chúng ta nhìn đây, khi chúng ta đó gieo trồng cái điều thiện thì cái thiện này đó nó chia ra như thế này. Nó có bốn cái tâm thiện dục giới và bốn tâm thiện trí dục giới. Khi chúng ta tạo cái điều thiện thì nó có cái là thiện, có cái thiện cộng với trí, gọi là thiện trí. Mà trong cái từ của cái diệu pháp nói là tâm thiện ly trí và tâm thiện hợp trí, nằm ở đây. Thì khi cái người mà làm nhiều cái điều thiện đó thì cái quả của cái phước thiện của họ trỗi dậy. Ví dụ như do họ làm cái điều thiện đó là họ bố thí, thành ra bây giờ họ sanh ra họ giàu có, tài sản của họ nhiều dễ dàng. Hoặc thì cái khi mà tiền kiếp người ta làm bất cứ công việc gì trong cái nghề nghiệp người ta, mà người ta đều có hỗ trợ cho tâm linh, tức là đình chùa miếu mạo vân vân, cái sự đóng góp vô, thì đời này người ta tiếp tục cái nghề đó thì cái nghề đó người ta thu nhập cái lợi nhuận rất dễ dàng. Người này không ai kêu làm, nhưng mà cái người này người ta kêu làm không hết. Mình buôn bán cái này thì người ta vẫn buôn bán như vậy, nhưng mà khách của mình đông, khách người ta ít. Mình nói là mình có cái duyên buôn bán, nhưng mà thật ra mình đã gieo cái nhân. Thành ra cái phước thiện này nè, nó làm cho cái người ở sinh ra trên cái cõi đời này nó khác biệt nha, khác biệt nhau dữ lắm. Ví dụ tại sao cái người này có sức khỏe nhiều mà cái người kia lại sức khỏe ít, cái người này hay bệnh mà cái người kia lại ít có bệnh chẳng hạn. Người này hả, tiền xài hết rồi là có tiền khác nó vô. Mà có người á, nó vô rồi nó đi, mà nó đi rồi không thấy nó trở lại. Có người thì hết may mắn này tới may mắn khác, còn cái người đó là nó hết cái khổ này nó chồng tới khổ khác. Thì chúng ta nhìn cái đó thì cái người thanh niên xuất phá này mới nói tại sao lại đời có bất công vậy. Cho nên mới nói rằng nếu mà Thượng Đế sanh ra con người thì Thượng Đế tại sao bất công vậy? Sanh ra có người đẹp, có người xấu, có người có sức khỏe, người hay bệnh hoạn, có người giàu có người lại nghèo nàn, có người lại có quyền thế, người không có quyền thế. Tại sao Thượng Đế tạo ra con người? Con người là con cái của Thượng Đế mà tại sao Thượng Đế lại bất công? Không có Thượng Đế, chỉ có chính những cái nghiệp của mình tạo tác xuống, và nó cái quả nghiệp nó trổ sanh và nó hình thành nên cái phước báo nó thuộc về cái sắc pháp này đây. Và tất cả những cái gì mà nó giúp cho cái đời sống của người này nè, nó được nhiều cái thuận lợi, nhiều cái phong phú hơn, cũng là do cái tạo tác cái thiện này đây. Và cái thứ hai là chúng ta thấy vậy, bất cứ mà chúng ta sống ở đâu, một người thì không tính, mà hai người trở lên thì bao giờ cũng có một người chỉ huy cái người còn lại. Hay ba người là cũng có một người chỉ huy, mặc dù mình không bầu, không bán, không gì hết á, thấy không? Mà bốn người thì cũng có một người chỉ huy. Nhưng mà cái phước báu của cái nhóm người đó đó, nằm ở cái chỗ đó,
trong số một cái nhóm 10 người này đi, hay là 5 người, hay 3 người, hay 2 người đó, mà cái người xứng đáng lên được chỉ huy thì phước báo cho cả hai. Mà khi nó thiếu phước báo thì cái người nó tồi tệ trong cái nhóm đó, nó đứng lên nó lãnh đạo. Từ trong cái nhóm nhỏ cho đến cả một quốc gia nó giống nhau chỗ đó. Cũng như mình có phước á, mình sinh ra đó, cha mình đáng là người cha, mẹ mình đáng là người mẹ, anh chị mình đáng là người anh, người chị, đó là phước báo của mình. Còn nó lộn tung phèo hết là mình biết mình có phước báo rồi. Vì mình ở trong cái tập thể gia đình mà. Rồi mình ra mình đi học cũng vậy, mình ra mình làm cho xã hội vậy. Rồi mình sống trong một cái đất nước mà cái người nó thuộc về hạ liệt nhất. Mà cái hạ liệt này nó nằm ở đây, nó nằm ở trong cái phần thứ nhất, nó nằm trong cái thiện trí này nè. Cái khôn ngoan của nó không phải là thiện trí, mà cái khôn ngoan nó nằm trong cái trí xảo này đây. Và nó nằm trong cái ác của cái tham này. Cho nên cái trí xảo của nó cực kỳ, mà phải nói là như là ác ma dương vậy. Thì cái đó là cái sự bất hạnh của cả một cái tập thể. Và cái bất hạnh đó chính là cái quả nghiệp của mình. Mình nhìn thấy rồi. Cho nên chỉ có hai vợ chồng thôi. Mà nếu cái người vợ đàng hoàng mà nắm được cái quyền trong nhà thì cái nhà đó phát triển. Hai vợ chồng nếu mà cái người chồng mà đàng hoàng đó nắm được cái gia đình đó thì cái gia đình nó phát triển. Còn nếu nó ngược trở lại thì quý vị thấy cái gia đình nó tan nát từ trên xuống dưới hết. Từ cái ứng xử cho đến cha mẹ đôi bên, cho đến con cái, cho đến mọi thứ trong gia đình đó, nó tan nát thì không còn gì hết. Một đất nước cũng y như vậy. Và tất cả nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ này. Thế nhưng mà pháp thế gian đó thì người ta căn cứ vào cái quả thiện này, chứ người ta không căn cứ vào quả của thiện trí. Thế nên quý vị thấy này, vua cũng thích nữ thần mà. Vì bản thân cái tâm của vua nó nằm trong cái tham dục này, cho nên thích nữ thần. Còn cái ông vua mà nó có thiện trí đó, nó thấy rồi nó biết liền. Nó biết những người này phải đứng đâu, phải làm vị trí gì, và nó chỉ chuyển chọn những người thiện và thiện trí đến với nó mà thôi. Còn không nó sẽ đi, nó đi chung. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, nó sẽ đi thôi. Vì vậy đó mà trong cái đạo Phật đó chúng ta phân biệt phước thiện khác, phước thiện trí khác. Và nhớ hai cái phước này nha. Cái phước thiện này đó, nó giống như tiền ở trong ngân hàng vậy đó. Dẫu cho mình có mấy cái cùi check, 100 cái cùi check nữa, mà tiền trong ngân hàng hết rồi thì cái đó ký tới đâu ở tù tới đó. Thì cái phước thiện này nè, nó đến rồi nó đi rất nhanh. Nó đi theo phước của nó mà. Có bao nhiêu hưởng bao nhiêu. Nhưng đặc biệt rằng cái phước trí này nó không có gì. Chỉ trừ khi đó mà nó làm bậy cái chỗ này, bất thiện nó bậy lên thì nó mới che mà. Nó che đây. Mỗi lần nó bậy là nó che. Mỗi lần nó bậy là nó che. Mà khi mà nó làm cái điều thiện á thì nó xóa. Làm điều thiện xóa. Cái lực của nó đi vậy. Thành ra mình mới nói vậy nè. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Làm tổng thống cũng chỉ có cao nhất là hai cái nhiệm kỳ là 8 năm thôi. Rồi sau đó thì cũng phải về với cái đời thường, tức là sóng biển nó trỗi lên, nhưng mà đại dương là bền vững. Như vậy khi nó về với đại dương thì nó sẽ lộ cái bản chất cao quý hay hèn hạ của nó. Và khi chúng ta sống với nhau đó, ai mà bám vào cái phần này nè, người đó sẽ phải đau khổ. Bám vào cái phần phước thiện này nè, hài lòng lúc đầu, sau đó sẽ đau khổ. Còn người ta đặt cái vấn đề cái thiện trí là đứng hàng đầu thì không có nói chuyện đau khổ. Bây giờ mình ưng cái người đó, tại vì người đó đẹp, tại vì người đó giàu, tại vì người đó làm ăn giỏi giang. Còn chúng ta không đặt cái vấn đề cái hạnh lành của người đó là cốt lõi.
Thì khi mình về mình chung sống đó, thì mình biết rằng cái sắc đẹp này đó để nhìn, nhưng mà sống với nhau bằng cái hạnh, đối xử với nhau như thế nào mới là cái chung sống với nhau. Nếu nó đẹp mà nó lọc lừa quá, sống nổi hay không? Trả lời à, là cái đẹp nó chỉ là cái nằm trong cái phước thiện, nó có quả phước nữa thôi. Một ngày tai nạn xảy ra không còn đẹp nữa, một ngày bệnh tật xảy ra không còn đẹp nữa, thì cái đó chúng ta mất hay còn thấy rồi. Nhưng mà cái hạnh lành của cái người này nó không mất ha, cái đó là cái lạ. Vì cái phước báo trí tuệ mà nó đã đến với mình rồi đó, nó khó ra đi lắm, trừ khi nó bị che khuất đây. Nói chữ che khuất có nghĩa là gì? Có nghĩa là một ngày nào đó chúng ta phục hồi lại bằng con đường thiện và thiện trí, thì cái kho này chúng ta nối kết lại không mất. Mà nó mạnh chừng nào thì những cái phần tâm tối này nó bị đẩy lui chừng đó. Cho nên chúng ta đánh giá một con người, chúng ta đánh giá ở thiện trí, quả của thiện trí hay quả của thiện, đó là do cái tầm nhìn của mình. Cái này đó là quả thiện này nó thuộc về pháp thế gian này, quả thiện trí này nó thuộc về tâm linh này. Tâm linh phải nói đến trí tuệ. Như vậy chúng ta thà chúng ta nghèo một chút, cực chút, vất vả một chút, nhưng mà chúng ta sống như một cái người mà chúng ta an tâm rằng trong mọi hoàn cảnh đó, người ta nâng đỡ mình, người ta chia sẻ với mình, và đặc biệt người ta không làm cái điều gì mà mất cái bản chất con người của người ta vậy. Thì mình sống như vậy mình yên tâm, hay là mình sống như một cái người mà nó bằng mọi giá, bằng mọi cách nó có thể đem tiền bạc đến cho mình, còn cái nguồn đó nó từ đâu không cần biết. Thì chúng ta đây đó, nằm trên chăn im điểm ấm, nhưng mà dưới này là lửa nó cứ táp lên. Bởi vì luật pháp quốc gia nó sẽ hỏi tội, những người ta bị lừa đảo nó sẽ tìm tới, những người ta bị chèn ép người ta sẽ trả thù. Tất cả là lửa đốt nằm ở đây, lửa của sân hận đây. Thấy không? Cái chữ ưu liệt chúng ta phải hiểu vậy, nó hai nghĩa như vậy. Như vậy để cho chúng ta nó nhìn ra rằng cuộc đời của chúng ta hiện tại đó, chúng ta đang đi theo con đường gì. Đi con đường thiện này thì tốt lắm rồi, cái này cứ tốt hơn nữa. Nhưng mà có những người đi bằng cái con đường bất chính này nè, để bên ngoài giống như nó có cái quả thiện. Mình không có giàu, mình không có quyền thế, nhưng mình biết luồn lọt, biết chui nịnh, biết đủ thứ cái mánh mung hết á, để mình có được cái đó. Nhưng mà đó là có con rắn độc. Một ngày đó trở mặt thì không biết phải làm sao. Thì chúng ta sống với một người như vậy thì chúng ta liệu có phước hay không có phước đã thấy. Thì chúng ta phân biệt rất rõ đây. Thì đây đó là cái thanh niên xuất phá này đó, khi mà hỏi do nhân gì, duyên gì mà có những cái người thuộc về ưu, thuộc về liệt khác nhau. Thì sau đó vị này sư cô đọc tới đây rồi quý vị nghĩ nha. Chúng ta ghi từng điểm một nè. Thưa tôn giả Gotama, chúng con thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ. Như vậy thứ nhất là nói tới thọ yểu. Tức là thanh niên xuất phá này đó, hỏi là do nhân gì, do duyên gì mà nó đi đến cái quả là có người thọ, có người yểu. Đó, tôi diễn tả đi cho quý vị thấy, chúng ta đánh chỗ đó là số 1. Bây giờ tới thứ hai, thanh niên xuất phá hỏi, chúng con thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Thì chúng ta ghi cái thứ hai là bệnh, mở một đơn, nhiều ít. Nhiều gạch chéo cái ít. Vì vậy thanh niên xuất phá hỏi vấn đề thọ yểu, vấn đề bệnh, nhiều bệnh hoặc ít bệnh. Cái thứ ba, thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng ta thấy chữ sắc, mở một đơn, xấu đẹp hoặc xấu tốt cũng được. Rồi chúng ta sẽ giảng sao. Chúng con thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Như vậy cái số 4 là quyền thế, mở ngoặc đơn là lớn nhỏ. Số 5,
Có người có tài sản nhỏ, có người tài sản lớn, chúng ta ghi chữ tài sản. Cái thứ sáu, chúng con thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Số bảy, chúng con thấy có người có trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. Như vậy đó là bảy cái điều mà cái thanh niên này hỏi. Thứ nhất thọ yếu, cái thứ hai bệnh, cái thứ ba là sắc, cái thứ tư là quyền thế, cái thứ năm là tài sản, cái thứ sáu là gia đình, cái thứ bảy là trí tuệ. Như vậy là thanh niên xuất phát này hỏi bảy điều tất cả, và chúng ta sẽ nghe Đức Phật đó là lần lượt trả lời những cái câu hỏi này. Và sau khi mà nói bảy cái điểm đó thì thanh niên xuất phát lặp lại cái phần đầu tiên của câu hỏi nữa đó. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu? Và cái này nó không riêng trong cái loài người đâu, tất cả chúng sinh hữu tình này. Ví dụ mình nói về súc sanh đi, tại sao lại giống chó, nó lại nhiều loại giống chó? Rồi những con chó này nó đi đến từng cái gia đình hoặc là từng cái đất nước thì cái đời sống nó khác nhau, nó khác nhau hết. Thì cái đó nó cái sự, tất cả những cái sự khác biệt mà chúng ta thấy không phải chỉ riêng có con người, cái thế giới loài người với nhau, thấy không? Màu da cũng khác nhau, chủng tộc khác nhau, gì cũng khác nhau hết. Mà trong thế giới loài vật cũng vậy, mà trong cái thế giới của quỷ khổ cũng vậy, thế giới Atula cũng vậy, mà trong cái địa ngục cũng vậy. Nó có nhiều cái tầng cấp địa ngục khác nhau, mỗi người thọ hình khác nhau, tất cả đều là do nghiệp của chúng ta tạo tác ra mà thôi. Và khi chúng ta tạo tác ra mà những cái dòng nghiệp xấu của chúng ta đều nó bắt đầu từ cái vô minh đây, nó hình thành ra cái chữ si. Cái vô minh là cái mà chúng ta đó không có thấy hết tất cả cái nguyên nhân nào mà nó đưa đến đau khổ là chúng ta không thấy. Tức là chúng ta không biết được cái tập đế, và chúng ta không biết rằng là những cái trạng thái tâm nào là đưa đến cái khổ, chúng ta không biết, không biết hết. Và đó là chúng ta đây có thể đó là chấm dứt cái khổ này được hay không thì chúng ta không biết. Mà chấm dứt bằng cách nào mà nó dứt tuyệt luôn thì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ để đi tìm cái vui mà khỏa lấp cái khổ, chứ không phải là chúng ta tìm một cái biện pháp để có thể là chấm dứt cái đau khổ của chúng ta, thì chúng ta không biết được đó. Và khi chúng ta không biết được cái điều đó, có nghĩa rằng chúng ta không biết nhân, chúng ta không biết quả, và chúng ta không có biết nhân quả, cũng không có biết nhân duyên. Chỉ có vậy thôi. Khi nào chúng ta hiểu được nó thì chúng ta có thể giải quyết được. Cũng như khi biết nhân, khi biết quả, khi biết hoạt động nhân quả mà chúng ta không biết nhân nào thiện, nhân nào bất thiện thì cũng là cái vô minh. Và khi cái vô minh nó mạnh và nó kết hợp với lại tâm bất thiện thì cái đó cái tên của nó được gọi là si. Hiểu không? Thì cái này trong chú giải có nói là cái vô minh cũng như là mây trên bầu trời vậy đó. Nó phủ một cái màn mà làm cho chúng ta không thấy rõ được cái chân thật của cái bầu trời, chỉ thấy mây thôi. Chúng ta ngỡ rằng cái bầu trời, mây chính là cái bầu trời, nhưng bầu trời khác, còn cái mây nó phủ lớp bên ngoài là khác. Thì khi cái mây này là nó quần tụ lại cái chỗ nào mà nó đen, nó tối á, thì cái chỗ đó gọi là si. À, vô minh thì nó khỏa một cái màu thế này. Nhưng mà si thì nó sẽ quần tụ lại, quần tụ lại. Gọi là si, nó làm thành những cái màu sắc, đặc biệt là những cái màu xám, những cái màu tối, quần tụ lại trong cái tâm của mình. Đó là si. Thanh niên xuất phát này hỏi là một lần nữa. Như vậy cái người mà hỏi cái câu hỏi này đó là nó cũng đã có cái phước báu về trí tuệ rồi, cho nên mới hỏi là hỏi nhân, hỏi là hỏi duyên.
thấy cái quả mà không biết nó do nhân gì, nó do cái duyên gì, quý vị thấy cái câu hỏi chưa? Thì Đức Phật trả lời đây: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Chúng ta đi từng phần. Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta đây là cái loài hữu tình đây, tức là chúng ta có mặt ở đời này cũng do nhân, do duyên. Và khi mà chúng ta đó có đầy đủ này, khi chúng ta có được cái hình hài này đây, và cái dòng chảy của đời sống nội tâm đây, nó diễn ra đây, liên tục đây, thì tất cả những cái này nè là do chúng ta tạo ra, chính mình tạo ra. Cái suy nghĩ này do mình khởi lên, cái nói này cũng do mình, cái ứng xử này đều do mình hết. Như vậy mình làm chủ, mình chủ động, mình tạo nó ra. Mình đẻ ra mà, mình đẻ ra cái suy nghĩ này. Mình lựa cái lời nói để mình nói mà. Cái lời nói nặng nề, lời nói nhẹ nhàng là do mình chọn lựa mà. Rồi cái ứng xử bằng cách gì cũng do mình mà. Như vậy mình là chủ nha. Mình tạo tác ra. Nhưng mà trong đạo Phật có nói một cái câu thì nó hơi khó hiểu một chút. Mới nói rằng không có ai tạo nghiệp cả. Như vậy tại sao nói mình là chủ nhân của nghiệp? Mình khi mình nói mình là chủ nhân của nghiệp đó, là mình muốn nói hết tất cả những cái hoạt động mà mình gọi là mình có cái ngã đây, tức là có thân có tâm đây, đích thị là má mình đặt tên mình đó, là bông mai bông cúc đây, thì chính bông mai tạo nghiệp này, bông cúc tạo nghiệp này, bằng thân khẩu ý của bông mai, bằng thân khẩu ý của bông cúc. Đó là mình nói một cách tổng quát có cái ngã. Bây giờ mình nói một cách chi ly và vô ngã thì mình nói vậy. Cái tâm tạo nghiệp này nè, cái tâm tạo nghiệp này chính là cái sở hữu từ. Sở hữu từ. Sở hữu tư này nó chỉ là một cái chi pháp. Nó nằm đây, xúc thọ tưởng tư. Nó là một cái chi phần. Cái sở hữu tư này á, nó hoạt động trong cái tâm, mà đặc biệt là tâm động tốc. Tức là nó tâm tạo nghiệp. Và đó là chỉ huy trưởng. Nó điều khiển nè, nó nằm trong cái tâm. Và nó là chỉ huy trưởng để cho tất cả các pháp đồng sinh của nó hiển lộ được cái tâm. Mà tâm này, một là thiện, nói cái tổng quát. Hai là bất thiện, nói một cách tổng quát. Nói như vậy để làm gì? Nói chi ly và nói vô ngã để làm gì? Để cho thấy rằng chúng ta đây có thể thay đổi được. Cái suy nghĩ của mình khởi lên vậy đó, nó đi vào con đường thiện hay bất thiện mình biết. Và khi mà cái sở hữu tư này nó hoạt động á, là nó có cái toan tính để hành động, cho nên nó diễn ra, nó nằm ở cái chỗ này mình biết, nó chi phối tất cả những cái này. Thì như vậy đây đó, mình có thể kiểm soát được. Vì chúng ta là con người, chưa bàn vấn đề phước báo, chưa bàn vấn đề phước báo nhiều hết. Cái phước báu mà chúng ta sinh ra được làm người, mà thân thể chúng ta đó nguyên vẹn lành lặn, là đương nhiên chúng ta có cái thiện trí nữa. Mà giờ thân thể không có lành lặn, không có nguyên vẹn đi nữa, thì thiện trí vẫn có. Nó chỉ có khác nhau giữa người này với người khác đó, cái người mạnh, cái người yếu. Cái thiện trí này nó mạnh hay nó yếu thôi. Và nó khác nhau giữa những người này với người kia là ở chỗ khi chúng ta sinh ra thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả thiện. Nhưng mà cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì cái phần nào nó mạnh nhất, nó chi phối là nó khác nhau chỗ đó.
Cái người tiến hóa là cái người mà hằng ngày đó là những cái phát thiện và thiện trí này có cơ hội phát sanh nhiều hơn. Còn cái người mà nó kém á thì là hằng ngày đó những cái tham sân si này nó mạnh hơn, khác nhau chỗ đó. Thành ra là khi mà mình nói cái điều này để hiểu sao, đừng có bao giờ tin rằng tất cả những gì khởi lên trong đầu mình chính là mình. Khi cái ngã, khi chúng ta nói về cái ngã thì ngã nó luôn luôn á, cái gì nó khởi lên trong đầu mình nói là tôi nghĩ vậy, hoặc là tôi buồn lắm, hoặc là tôi rất là vui, hoặc là tôi bất mãn lắm, hoặc là tôi không hài lòng lắm. Thì đứng về mặt ngôn ngữ thì cô cũng đã có trình bày cho quý vị thấy nè. Đây được chữ tôi. Ở đây chúng ta viết chữ cộng, dấu cộng vô đây. Tôi vui nè, tôi buồn nè, tôi rất là hạnh phúc đây, vân vân. Chúng ta nhớ cái dấu cộng ở chỗ này. Cho nên cái này nó đi với cái ngã này. Và cái này rất khó thoát ra được lắm. Vì vậy mà khi chúng ta đi vào cái con đường đó là chuyển tánh của mình, hoặc là chúng ta đi vào cái con đường mà tu tập đó để mà làm cho cái thiện trí mình phát sanh đó, bao giờ chúng ta cũng nói vậy hết. Chúng ta sửa lại. Có một cái trạng thái buồn đang có mặt, một cái trạng thái vui, một cái trạng thái hạnh phúc, một cái trạng thái. Và khi chúng ta nói như vậy thì chúng ta tách được cái ngã. Thay vì chúng ta nói đau, mình nói cái đau đang xuất hiện, đang xuất hiện ở vùng đầu gối, cái đau đang xuất hiện ở trên đầu, cho nên tạo nên nhức đầu, chứ không có nói tôi nhức đầu, không có nói tôi đau đầu gối. Cho nên khi mà cái đầu của mình á, mà cái ác ý nó khởi sanh lên, khiến mình nói rằng là gặp cái người đó phải nói vậy nè, phải chửi vậy nè, phải đánh vậy đó, thì nếu như mình thấy mình phân biệt được á, ai nói, cái ác nói hay là cái thiện nói, thì khi cái ác nói thì cái chỉ huy trưởng của nó là sở hữu tư á, nó hợp tác liền, nó chỉ huy để làm điều ác. Mà khi cái tốt nó xuất hiện thì cái sở hữu tư này vẫn chỉ huy cái này. Thấy không? Nhưng mà khi đó cái huệ nhãn này của chúng ta khởi sanh đó, thì là cái sở hữu tư nó không làm việc ở đây được, mà nó nằm ở đây. Thì chúng ta gọi là duy tuệ thị nghiệp ở đây. Hằng ngày chúng ta huân tập để làm phát sanh trí tuệ chỗ này, chúng ta không bị những cái này chi phối. Cho nên khi nói sở hữu tư thì chúng ta biết sở hữu tư nó là chỉ huy để tạo nghiệp. Thì khi sở hữu tư chỉ huy tạo nghiệp đó, thì như vậy chủ nhân của cái nghiệp này đó chính là sở hữu tư, nằm trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Rõ chưa? Nếu mình giải thích kỹ đó, loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Cái nói mà thông thường mà còn cái ngã đó, thì chúng ta nói là ai gieo nhân nào thì gặp quả đó. Ai gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tức là có người gieo nhân, tức là có người là chủ nhân của nghiệp, có người là thừa hưởng cái quả của nghiệp. Thấy chưa? Mình vừa là chủ nhân, mình vừa là cái người thừa kế, tức là mình gieo xuống thì mình hưởng. Và khi mình nói có cái ngã, khi mình nói trong vô ngã và đi chi ly nữa, thì mình nói là sở hữu tư tạo nghiệp và sở hữu thọ là nhận lãnh nghiệp. Sở hữu thọ nhận lãnh nghiệp. Thọ này đó thì có thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả. Khi mà chúng ta nói bằng nhiều cách như vậy đó, cái cách thứ nhất là nó thuận theo cái dòng đời đó, ai làm người đó chịu.
Nên mình tạo ra, mình cố thì mình phải giác. Rõ ràng nó là như vậy. Nhưng mà cái chỗ đó nó có khó cho mình ở cái chỗ mình cảm thấy bất lực. Bởi vì cái gieo từ hồi nào không biết, bây giờ gặp rồi. Mình cảm thấy mình bất lực. Mình cảm thấy là mình giống như mình bị cái quả của nghiệp nó đè xuống. Và mình coi đó là cái định mệnh. Mình coi đó là một cái số phận không có thể vượt qua được. Thì lần trước sư cô cũng nói với quý vị rằng đó đúng là định mệnh, đó đúng là số phận. Bởi vì nó quả thì nó không thay đổi được. Nhưng mà Đạo Phật á, nói đầy đủ nhân quả mà. Và còn chi tiết hơn nữa là nói chữ duyên nữa mà. Chúng ta có thể nhận ra cái duyên. Chúng ta có thể biết được cái nhân. Cái quả này do nhân nào, do duyên nào nó tạo ra. Và khi biết rồi đó thì chúng ta thay đổi được. Và hơn nữa chúng ta hiểu rằng trong tâm ta đó, kẻ tạo nghiệp chính là sở hữu tôi. Kẻ thọ nhận chính là sở hữu thọ. Do vậy ta đây điều binh khiển tướng được, chứ không phải chính nó điều khiển lại ta. Đó là cái sức mạnh tâm linh của người học Phật. Và ai nói rằng cái đạo Phật là thụ động, đạo Phật là cam chịu, là chấp nhận, thì người đó mới hiểu có một nửa vấn đề. Đó là hiểu chữ quả mà chưa hiểu được chữ nhân, lại càng chưa hiểu được cái chữ duyên. Ta hiểu mới có một phần cái vấn đề. Và ngay cả bản thân của chúng ta, chúng ta nói mình là cái người Phật tử, nhưng mà mình không thấy cái sức mạnh của cái việc mà chúng ta có thể là tạo tác ra những cái điều tốt lành cho mình. Cái khả năng chúng ta có thể chủ động ứng xử để chuyển đổi cái đời của chúng ta. Chúng ta đầy đủ khả năng đó. Và khi mình không xác định được cái điều này đó, thì mình chỉ có cam chịu. Và chúng ta đúc đầu vô trong cái rọ mà không có dám bước chân vào. Và chúng ta bị không chế. Lần trước vô lớp này sư cô có kể một cái chuyện rất là ngô nghê. Khi mình đọc vô mình không hiểu, nhưng mà khi mình hiểu về nghiệp mình thấy rõ ràng. Là cái ăn cướp nó vô nhà. Nó nói với hai vợ chồng đó, vẽ cái vòng tròn nha, đứng đây nha. Người nào mà bước chân ra chặt cái chân đó. Ông chồng đứng trong cái vòng tròn đó, ông rầu quá trời đó, không biết vô nó lấy cái gì. Rồi cái rồi mai mốt ra mình còn cái gì để mà sống rồi. Còn cái bà vợ đó, bà đứng trong cái vòng tròn đó, cái bà ngó để chân ra ngoài. Thụt vô, thấy nó thụt vô. Chập ở bà nghe, không thấy nó, mình để cái chân ra ngoài. Bà thụt chạy vô, cái bà cười cười. Ông nghe nói cái bà này bà khùng thiệt đó. Nó cái chuyện mà nó cấp bách, cái dầu sôi lửa bỏng gì mà tự nhiên thò cái chân ra ngoài rồi cười. Rồi thò cái chân bên ngoài ra cười còn giỡn được. Thì cái bà này cái bà điên gì đó đó. Xong rồi đến khi mà ăn cướp nó rút ra hết rồi đó, ông mới nổi nóng lên. Ông mới nói, bà làm gì vậy? Tại sao mà nó vẽ cái vòng tròn mà đứng ở đó? Bà không đứng cho yên mà bà thò cái chân ra, hết chân này tới chân kia làm sao? Bà nói, ông không biết à, tự nhiên cái nó vẽ cái vòng tròn nó giam mình trong đó. Mà tôi để cái chân ra là coi như là tôi chạy được hơn nữa rồi. Rồi tôi để cái chân bên đây thì cũng chạy ra rồi, thành ra tôi vui. Còn ông là nó giam ông cứng ngắc đó. Vậy thấy không? Và chính người này đó, do cái sợ hãi mà không dám bước ra khỏi cái dòng dây. Và do cái sợ mất của này nè, cái lo này nè, làm cho nó cứng ngắc ở tại cái chỗ đó. Còn cái người này nó nghĩ rằng ăn cướp vô thì đương nhiên nó lấy rồi, không có làm sao mà lấy lại được. Nhưng mà nó không giam cầm mình nữa, cho nên cứ thọ cái chuyện bên đây ra là thấy thắng lợi rồi. Thọ được cái bên chân lên đây là thấy thắng lợi rồi. Cho nên ăn cướp đi rồi bà vui về ra khỏi cái dòng đó rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta đúc đầu vô cái rọ mà chúng ta không biết. Là do chúng ta sợ nhiều thứ. Mà cái rọ mà nó siết êm ái nhất, mà chặt không đứt mà bước không rời, phơi không khô mà đốt không cháy, đó cái rợ yêu đương và chồng vợ. Nhắm mắt là nó cam chịu cái số phận, nó ẩn mình trong cái rợ. Mà hai cái rợ này nó càng siết chừng nào thì nó thu cái mình nó lại chừng đó. Nó như cái xác ve mà nó cũng không chịu đi ra. Vì một chữ sợ. Vì người ta nô lệ. Và cái nghiệp của người này gieo xuống là gì? Sợ hãi và cam chịu đều là pháp bất thiện nằm ở đây. Và càng muốn bình yên chừng nào thì càng bị siết chặt chừng đó.
không ra. Cái suy nghĩ nó không chủ động được. Giống như cái quả nó xuất hiện là một cái lời phán quyết, là một cái định mệnh. Và mình đây bó tay. Không, đạo Phật không có bó tay. Thứ nhất là gì? Nó luôn luôn sinh diệt, nó luôn luôn thay đổi, nó biến đổi, nó biến hoại luôn. Và chúng ta không thấy này. Chúng ta chỉ thấy đó, khi nó xuất hiện ta vui, khi nó mất đi thì chúng ta buồn. Bởi vì chúng ta nhìn nó bằng cái tham dục của mình, cho nên chúng ta kéo theo cái đau khổ. Còn khi chúng ta nhìn nó bằng cái huệ nhãn thì chúng ta hiểu vô thường có nghĩa là thay đổi được hết. Có nghĩa là khi cái quả bất hạnh của chúng ta xảy ra, đó, trổ ra, thì chúng ta phải thừa hưởng nó, phải thừa kế nó. Nhưng cha mẹ mình để lại tài sản này, mình có quyền chi tiêu, mình có quyền là sử dụng cái đồng tiền này đó để cưu mang những cái người khó khăn. Có thể sử dụng cái đồng tiền này đó để tạo dựng một cái đời sống tâm linh, hộ trì cho đình chùa miếu mạo. Có thể dùng cái này để mình ăn học, để mình tu tập vân vân. Thì tất cả đều có thể sử dụng được. Đâu phải là chỉ có quả thiện mới thành tựu được đâu, quả bất thiện cũng thành tựu được mà. Ví dụ như bây giờ cái bất hạnh cho mình đó, là bây giờ mình đau bệnh mà không ngồi dậy được, phải nằm một chỗ thôi. Nhưng mà cái phước của mình, cái đầu mình còn tỉnh, thì mình vẫn tu được đấy. Nếu mình hành trì đi thì sẽ vượt qua số phận. Còn khi người ta hiểu cái nông cạn của cái việc vượt qua số phận đó, có nghĩa rằng bây giờ tôi bệnh như thế này, tôi hết bệnh tôi mới vượt qua số phận. Không, cái quả mà mình đập người ta ra, mình dần người ta hết, mình luộc người ta chín, mình ăn mà. Chứ đâu có phải là nó chỉ dần ra rồi nó cho nằm sủi lơ đó đâu, nó còn luộc ăn nữa, thấy chưa? Thì bây giờ mình nằm sủi lơ đây là cái chuyện không thể thay đổi rồi. Nhưng mà từ đây khi mình tu tập, mình hành trì, mình nghĩ từ cái thiện tới thiện trí này, là tại sao vượt qua số phận? Là bởi vì sau đó thì những cái nghiệp thiện của mình tăng lên. Cái giờ mà cận tử của mình á, không có u sầu, thì cái tái sanh của mình là vượt qua số phận rồi. Cho nên cái hoàn cảnh nó đưa mình vào trong bế tắc, mà mình thấy con đường sáng là mình vượt qua số phận. Chứ bản thân nhất thiết mình ra khỏi. Thưa quý vị, mình sống với một cái người đó. Người đó có thể là cha, có thể là mẹ của mình, có thể là anh em của mình, có thể là con cái của mình, có thể là vợ chồng mình, có thể là bạn bè. Nhưng khi mình đã thấy cái mối quan hệ của nó không tốt rồi, đâu cần phải tách ra luôn mới chia lìa được, mà nó chia lìa từ trong suy nghĩ của mình. Nó chia lìa từ trong cái định hướng của mình rồi. Mình không cần phải nói những cái lời quá mạnh mẽ, không cần thiết. Suy nghĩ của mình đã thay đổi. Và cái sự nối kết này nó không còn nữa, nó đã lỏng lẻo rồi. Nó đi tới cái chỗ như là keo dán á, mà bây giờ nó không dính nữa rồi. Thì tất cả đều biết, cả hai người đều biết rằng không có cái cơ gì nối lại được. Tắt liền. Như vậy là chúng ta đã ứng xử được cái quả mình. Và mình đi vào cái con đường không còn buồn phiền nữa, không còn đau khổ nữa, mà tĩnh tâm sáng suốt. Như vậy chúng ta đã vượt qua số phận của mình. Và nhớ cái điều này, không bao giờ nói rằng đó, tôi muốn là cha mẹ tôi, anh em tôi, chồng vợ tôi, con cái tôi phải làm được cái điều tốt này. Không có muốn được. Không có muốn được. Mà phải nói thế này, tôi muốn tôi sẽ làm cái điều tốt này, và hãy làm đi. Hãy làm đi, chỉ vậy thôi. Hai cái đó nó khác nhau lắm. Bởi vì cái muốn đầu tiên đưa đến đau khổ, mà cái muốn lần thứ hai này đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Và khi chúng ta có tiến hóa về tâm linh này, thì cái phước lành của chúng ta đó sẽ câu thông với cái phước báo. Còn bây giờ đó, chúng ta muốn người khác nó nằm ở đây nè, nó nằm ở đây, cho nên đó, là nó phải đau khổ, nó không có thể nào tránh xa được. Vì chúng ta khởi bằng cái pháp bất thiện thì chúng ta phải nhận quả bất thiện.
Còn khi chúng ta nói rằng mình phải làm bản thân, mình phải làm điều tốt, bởi vì sao? Bởi vì mình đã soi rọi, mình thấy mình có nhiều cái lầm lỗi quá, cho nên phải đi con đường tốt. Thì mình đi bằng cái pháp sáng suốt này thì mình đâu có đau khổ được. Con này mình muốn người ta mà Thượng Đế cũng không muốn được, Đức Phật cũng không muốn được mà. Đức Phật chỉ dạy cái con đường thôi. Và ai đi thì đi, ai đủ phước duyên mới đi được, không đủ phước duyên không đi được. Cũng như bây giờ mình thích là mỗi ngày phải chạy bộ bao nhiêu đó, mà người ta có một cẳng làm sao ta chạy được, đúng không? Hoặc là cái chân người ta đau quá làm sao ta chạy được, vì người ta bệnh về tâm dữ quá mà. Mà mình muốn người ta là một bước người ta nhảy lên cái chỗ người ta lành lặn, người ta hai chân, hoặc là có hai chân mà không bệnh, thì cái đó là cái muốn của mình chứ không phải cái phước người ta có được, là mình sai chỗ đó. Cho nên chúng ta sống chung với ai, chúng ta tạm chấp nhận vậy. Lâu lâu thì là do mình cũng ngứa miệng mình, thì mình nói một hai câu vậy thôi. Còn mình phải biết chắc trong lòng mình á, không dễ gì được. Nếu mà được á, là Đức Phật làm hết rồi, đâu cần tới mình. Quý vị thấy Đức Phật là sinh ra ở đó, đản sinh ở đó, rồi thành đạo ở đó, rồi là giảng pháp cũng tại đó. Mà cái thờ của Đức Phật, cái đạo lõa thể nó có, bây giờ nó vẫn có. Những cái tập tục mà coi như là nó nhảy xuống sông Hằng vào cái mùa đông để mà nó trần truồng, nó lội ở bên kia thì nó vẫn còn. Nó tổ chức những vị thần rồi là chạy ngang tranh đua một phun nước miếng vậy, cứ mỗi một năm vậy chết vài trăm người vẫn làm. Thì nếu mà muốn cứu nhân độ thế thì chắc là Đức Phật muốn nhiều lắm. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Độ người hữu duyên. Còn mình á là chúng sinh vô biên, thề nguyện độ. Thấy chưa? Thì mình phải chấp nhận cái khổ này thôi. Bởi người ta có gieo cái duyên vào đây. Gieo duyên có nghĩa là sao? Khi cái chén người ta ngửa lên thì Đức Phật mới rót cái pháp nhũ vào đây được. Còn chén người ta úp ráo hết mà mình cứ rót tới rồi, thì không biết cái đầu mình có bình thường hay không, để xem là. Cho nên đừng muốn người ta. Tại vì sao? Tại vì mỗi người là chủ nhân cái nghiệp của mình, và là cái người thừa hưởng cái nghiệp này. Cái quả này nó như là một cái số phận. Chúng ta khó mà đứng ở bên ngoài để thay đổi. Hơn nữa chúng ta hiểu vậy, khi mà cái tục sinh nó ra đời đó nha, tục sinh nó ra đời đây, cái tục sinh mà nó hình thành một cái thai bào rồi, cái sát na đầu tiên cho tới 14 cái hộ kiếp này nè, cộng với là cái rúng động dứt dòng 16 cái hộ kiếp này, thì cái tổng tốc đầu tiên, 5 cái động tốc này nó thuộc vào cái tham ái. Cho nên những cái gì mà nó diễn ra trong cái tiền kiếp á, là bây giờ nó dính là trong cái chỗ đó. Dính vô, nó là một cái khuynh hướng tự nhiên, nó dính vô, nó bám như vậy mà. Bây giờ mình đâu có dễ gì mình thay đổi được. Nó đi từ vô lượng kiếp mà. Mà trôi chảy trong tâm mà. Chỉ trừ khi cái người này nhận biết ra. Chính cái năng lực nhận biết này là cái năng lực soi sáng này mà làm cho nó suy. Và cái mới này, mới này là cái huệ nhãn này. Huệ nhãn này nó nằm vào cái thiện trí mà nó thuộc về trí tu, chứ không phải thiện trí mà nằm vào trí văn. Thiện trí mà nằm trí văn nó vẫn nằm trong cái gốc thiệt của nó đây. Trí tư nó vẫn còn nằm ở đây, nhưng mà cái trí tu đó nó thuộc về cái huệ nhãn nó nằm đây. Nó soi xuống, nó mới thấy rõ được. Cho nên chúng ta không có trí văn, không có ứng dụng cho cái trí tư, thì chừng nào cái trí tu này nó mới xuất hiện được. Đâu phải mà mình biết cái pháp thiền, mình ngồi cái hành thiền là mình hành thiền được đâu. Người ta có thể ngồi thiền được, nhưng mà hành thiền chưa chắc.
ngồi một cục đó nhưng mà chưa chắc đã hành thiền được. Hai cái đó nó khác nhau đó, không có giống đâu. Ngồi sao mà cái huệ nhãn này nó phát sanh lên được nè, sử dụng được cái này nó soi sáng được nè, nó mới hành thiền. Còn không nó ngồi yên đó. Nó có cái phước là cái phước thiện đây, có phước thiện đây. Lâu lâu nó có chánh niệm một tí thì nó chút xíu cái phước trí yếu đây, có đây. Còn cái này chưa chắc. Cho nên chúng ta mới, chúng ta hiểu cho nó tỉ mỉ như vậy để chúng ta biết rằng tất cả những gì mà chúng ta phải mang ở cái thân này và tất cả những gì nó đang hoạt động trong cái tâm của chúng ta, nó nối kết giữa thân tâm để làm thành đời sống của chúng ta, là do cái thói quen mà chúng ta gieo trồng từ trong ý, từ trong khẩu, từ trong thân. Cái thói quen đó nó hình thành cái nghiệp của chúng ta. Và bây giờ đây chúng ta có mặt trên thế gian này để nhận lại cái quả nghiệp. Và cái phương tiện là cái sắc thân đón nhận, và kể cả những cái tâm quả của chúng ta cũng đón nhận. Và chúng ta ứng xử bằng cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện nó đang hoạt động đây. 12 tâm bất thiện và 8 cái tâm thiện ở đây nó là tạo tác. Còn tất cả những cái tâm quả đó, thì nó là nằm ở trong cái dòng chảy chúng ta để nó tiếp nhận. Và thân này nó cũng có tiếp nhận, một cái ăn uống vào nó cũng là quả mà. Vì quan sát kỹ thì sẽ thấy nó là quả mà. Này có khi mình muốn ăn cái món đó nhưng mình nấu xong rồi mà tới cái giờ để dọn ra rồi vẫn không ăn được. Mình mua cái món đó mình nói mình xài á, mà cắt ca cắt cụm mà cắt lại là biết là không xài được rồi. Không xài được. Vì đó vật nó chờ chủ. Ai có phước sẽ hưởng được cái này. Rất lạ lùng. Quý vị cứ sống trong cái nhân quả, thấy nhân quả rồi quý vị mới thấy cái vấn đề mà phước báo và nhân quả đối với bản thân mình đó, rõ ràng hết sức. Ngay cả cái giờ đến và cái giờ đi của mình đó, nó cũng là nhân quả mà. Từ trong cái tục sinh này nó đã quyết định cái giờ ra đi của mình rồi. Đi cách nào, đi làm sao nó đã có hết rồi. Do mình tạo tác ra. Giống như mình đã sắp đặt sẵn hết rồi thì bây giờ nó cứ thế mà nó xoay chuyển. Cho nên chúng ta đây đó làm cái điều thiện. Chúng ta đã có trí văn, trí tư và trí tu để làm gì? Để chúng ta mới chuyển nghiệp của mình. Chúng ta mới thay đổi đi. Thì tất cả những cái gì mà nó đi từ trong cái ái nhiễm này đây, nó đi trong cái luồng nghiệp của chúng ta đây đó, thì nó sẽ thay đổi, nó nhả bớt lần. Còn nếu chúng ta không biết đó thì nó cuốn hút mình rất là mạnh. Mạnh lắm. Mình không cưỡng lại được. Cho nên những cái người mà ta nghiện đó, chỉ có những người nào đó mà có đủ cái phước báo, nhất là cái phước trí, thì mới vượt qua được thôi. Còn không đó, người ta thấy rất rõ là người ta bất lực. Người ta rất là muốn chấm dứt cái chuyện nghiện ngập đây đây. Nó hành hạ từ thể chất tinh thần người ta đây, muốn chấm dứt lắm, không có làm nổi. Ta cảm thấy bất lực. Ngay cả có cái người khác trợ duyên vào, người ta vẫn cảm thấy người ta cực kỳ yếu đuối. Cho nên quý vị thấy nó dùng cái chữ gì quý vị không? Ma men. Thấy không? Cái người uống rượu mà nó nghiện á, nó gọi là ma men. Mà mạnh hơn nữa nó gọi là thần ma men. Là cái lực của nó. Và nói theo cái từ Phật học á, nó đã trở thành cái kiếp sử, nó sai khiến. Nó có con ma ở trong tâm. Con ma đó là gì? Là cái si này, cái tâm tối này. Và nó dính vào trong cái thọ hưởng, cái dục lạc này đấy, nó thành ra cái tâm tối. Nên nó có con ma do cái tâm tối của mình. Chứ nếu mình soi sáng mạnh mẽ mình ra được. Nên có người ta cai nghiện bằng thiền. Đây là cái cách mà nó dứt sâu nhất. Còn không nó vẫn nhớ. Nó nhớ trong cái gì? Nó nhớ trong cái cảm thọ của nó. Là vì khi mà nó hưởng vậy á, là nó hưởng trong cái cảm thọ hỷ lạc. Và nó nhớ mãi cái hỷ lạc này. Và con người ta chỉ tìm đến cái hỷ lạc. Nhưng tiếc thay nó là hỷ lạc thuộc về bất thiện, chứ không phải hỷ lạc thiện. Nhớ nhung.
và không cưỡng lại được cái sự nhớ nhung của mình. Nhớ nhung nằm đâu? Nhớ nhung nằm trong sở hữu tưởng. Và sở hữu tưởng này nó ghi nhận lại những cái hoạt động của sở hữu tư, nó đã tạo tác nên như vậy, và nó cứ dẫn dắt đi trong cái dòng lẫn quẩn, nó không có ra được. Chừng nào thấy rõ biết rõ mới ra được. Cho nên những người cai nghiện bằng thuốc trở lại dễ dàng, nhưng mà cai nghiện khi hiểu rõ, để trước giúp ấy, khi trở lại cái đời sống bình thường thì nó phải đi con đường thiện này. Hai nữa, nó phải đi vào cái con đường tu tập này, nó mới vững một cái ý chí. Chứ còn nếu không á, là nó những cái gọi là cái thọ hưởng này thuộc về hỷ lạc á, nó sẽ dâng lên và nó quyến rũ trở lại. Nó là ma vương, nó quyến rũ trở lại. Bởi vì mỗi một cái tâm bất thiện của chúng ta đều là tâm vương cả mà, thấy không? Và khi những cái tâm bất thiện này nó đều là ma vương, thì thấy rõ chưa? Tâm vương này mà tâm vương bất thiện, nó chính là ma vương, và nó cám dỗ trong tâm chúng ta đó. Nó làm thành cái lực hút. Lực hút đó là do cái cường độ của nghiệp đã tạo ra. Cái lúc chúng ta tạo tác, cái tác ý nó mạnh mẽ như thế nào, và trong cái lúc mà thọ hưởng vậy, nó tạo tác, thọ hưởng tạo tác, thọ hưởng tạo tác, nó đi kèm, đi kèm với cái hỷ lạc, nó không có quên được. Nó mạnh cho đến nỗi mà cái lúc đó mà nó có cái mùi gì á, thì nó sẽ dính thắng cái đó luôn. Cho nên mấy cái chỗ mà hồi xưa mà mấy cái chỗ mà nó cho tới để hút á phiện á, thì quý vị thấy là thằng lằn nó ở đó rất là nhiều. Thằng lằn nó ở trong cái chỗ thuốc phiện đó rất nhiều, thì nó nằm ở trên đó nó hưởng cái khói đó thôi. Mà đến khi cái tiệm cái thuốc đó mà dọn đi rồi đó, thì những con thằng lằn nó buông mình xuống nó chết. Và không phải con thằng lằn nào cũng vô cái chỗ này hết. Những con thằng lằn tiền kiếp của nó đã có nghiện thì bây giờ nó mới chịu nổi cái này và nó thích hợp cái này. Còn những cái con mà nó không có phải như vậy đó, nó nghe cái mùi đó xông lên là bỏ đi hết. Vì nó, vì cái dư hương của nó, nó nằm trong cái hỷ lạc này, cho nên nó không có phai được. Do đó khi mà chúng ta đây là mỗi người đó, nếu mà cái người nào thích về cái mùi hương đó, thì mỗi người sẽ chọn cái mùi khác nha. Cái mùi đó nó đã đi trong hỷ lạc từ nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Thì cái hỷ lạc này nó có thiện và nó có bất thiện, thấy không? Nó đi khác nhau. Ngay cả cái thức ăn quý vị thấy không? Có những người đó thích ăn những thức ăn có cái hương thơm nhẹ, có người thích ăn thức ăn có mùi thối, có mùi khẩm khẩm, khó chịu, nhưng lại là rất ngon. Ăn mắm, ăn chao, ăn mấy cái món mà đậu hũ thối, mắm nêm, thấy không? Người ta lại chịu những cái mùi đó thì sao? Vì nó có thọ hưởng rồi. Thành ra chúng ta thấy nè, chính mình tạo ra nghiệp, chính mình là nhận, gieo cái gì thì gặp cái gì. Chứ không phải cha mẹ mình đó là đối xử với mình như vậy, cũng không phải ông trời bất công với mình. Cha mẹ mình đối xử với mình là bởi vì quả nghiệp của mình, nhân quả mình đã gieo. Không phải là cái người chồng với người vợ này bạc ác với mình, nói trong cái hiện kiếp này thì đúng là họ bạc ác, nhưng mà nói về cái nhân mà sâu xa mình gieo xuống đó, thì cái ngày nay mà mình gặp cái người mà làm cái điều đó đối với mình đó, thì đây là cái quả của mình, không có sai trái. Mình có quán trách cũng vô ích, bỏ đi. Bây giờ cái nhà hàng xóm á, mỗi lần ta ra hái xoài, trái nào trái nấy rất là to, còn ngọt, còn mình á, mà toàn là xài mũ đem vô không à. Mình mới nói đất gì mà kỳ cục. Đất thì cũng thời đất, mà sao đất bên kia rồi xoài khác, đất bên đây xoài khác. Mình gieo cái hột này hồi nào mình đâu có biết đâu. Bây giờ mình có than trời trách đất cũng vô ích thôi. Chúng ta hiểu đó là quả. Để chi? Để chấm dứt cái quả đó bằng cách đó là chúng ta không có một cái phản ứng bực tức
không? Cái phản ứng mà chúng ta đó đau khổ hoài không có nguôi được, bởi vì chúng ta nuôi cái này nó sẽ tái trở lại. Còn khi chúng ta sáng suốt, chúng ta nhìn ra nhân gì duyên gì ha, là nó có cái quả này. Khi chúng ta nhận ra được cái này rồi, nó không trở lại nữa. Còn bây giờ mình cứ tha hồ mà giận đi, tha hồ mà trách đi, tha hồ mà phiền đi, tha hồ mà nặng trong lòng mình đi, nó sẽ trở lại cho mình nếm thêm nữa, cho đến bao giờ mình biết là cái này không có nếm nữa nha, không có ăn nữa đâu nghe, dứt khoát không thích hợp nha, thì nó biến mất. Vì mình thấy đấy, mình đi con đường này đấy, con đường thiện này đấy, mình không chịu đựng được nữa, mình buông ra. Còn nếu mình còn buồn, còn khổ, còn trách, còn móc, còn cằn nhằn, còn nhớ lại, còn tức, còn hỏi tại sao, thì nó sẽ trở lại cho nó rõ hơn chút nữa. Đánh thêm một lần nữa không được, thêm nữa, thêm cho đến khi nào thấy không có chịu nổi nữa rồi thôi, em nhất định em buông ra, thì buông. Còn không buông thì tiếp tục. Nhân quả nó đi bằng con đường đó. Xin cho chút xíu nha. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là phân chia các loài hữu tình. Nghĩa là có liệt có ưu. Bây giờ dặn có một chút xíu đây là chúng ta hết giờ rồi. Nghiệp là thai tạng. Cái chữ thai tạng này đó là trong cái thập nhị nhân duyên đó, nó là chữ hữu, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu đề, rồi hữu mới duyên sinh, rồi sinh mới duyên tử. Đây, thai tạng nằm đây, nằm ở số 10, nó là thai tạng. Bây giờ buôn bán làm ăn thất bại buồn, con nó không học giỏi buồn, chồng uống rượu hoài buồn, cha mẹ có tiền không giúp đỡ buồn, anh em nhờ chút xíu không được buồn. Tất cả những yếu tố đó là thai tạng, nó nhóm hợp lại và nó đang trên con đường hình thành. Nó là thai tạng, nó là con đường của cái sự hình thành. Nó sẽ đi con đường đó, nó gọi là thai tạng. Nó hình thành rồi đó là nó mới được sinh ra, tức là nó sẽ thành hình. Là đây là chữ sinh, sinh là thành hình, mà hữu là hình thành. Đây là thành hình rồi, ở đây là hữu là hình thành. Nó đang trên con đường để nó thành một con người, nó gọi là cái thai. Nó đang từng bước, nó đang hình thành, nó có con đường đi của nó rõ ràng, là nhất định nó sẽ thành hình, tức là nó sẽ là một thai nhi chào đời. Thì cái thai tạng này đó có nghĩa là tất cả những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện của mình đó, nó có cái con đường dẫn của nó để nó hình thành nên cái phần gì của sắc pháp, nó hình thành nên cái gì của tâm pháp. Cho nên nó là thai tạng theo hai nghĩa, một nghĩa sắc pháp và một nghĩa thuộc về danh pháp, đầy đủ như thế. Cho nên tất cả những cái gì mà mình đi vào cái con đường thiện hay con đường bất thiện, nó đều là thai tạng hết, tức là nó đều hình thành cái tốt và cái xấu cho mình. Mình sinh ra nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen, khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, rồi sắc sảo hay không sắc sảo, vân vân. Và cái phước báo này kéo dài được bao lâu thì nó chính là trong cái quá trình chúng ta sống, chúng ta đã hình thành cái thai tạng này bằng cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà chúng ta đang gieo, bằng cái suy nghĩ, bằng cái lời nói và bằng hành động. Nó hiển lộ ra bằng cái lộ ngũ và bằng lộ ý, hay là nó hiển lộ ra bằng con đường của lục căn.
nó nằm đây, nằm trong cái chữ hữu này đây. Thôi chúng ta tạm ngừng ở đây nha, làm sao tiếp.